Sau sự cố sọc cầu Tân Nghĩa vào chiều ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các ngành chức năng khẩn cấp khắc phục sự cố sọc cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đi lại. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ông Hùng yêu cầu thông báo ngay việc cắt giao thông đường thủy kênh Nguyễn Văn Tiếp và đường bộ để các phương tiện chủ động tìm hướng lưu thông phù hợp. Một bến đò tạm cũng được nhanh chóng triển khai để đưa rước miễn phí người và xe máy. Ngoài ra, ông Hùng cũng yêu cầu khẩn trương sửa chữa cầu, song song đó tiến hành kiểm định cầu, nếu cần sẽ giảm tải trọng cầu để đảm bảo an toàn. Truyền lực lượng công an ghi nhận đầy đủ hiện trường để tiến hành các bước yêu cầu bồi thường về sau. Phía công an huyện Cao Lãnh bước đầu xác định cầu sập lỗi do tài xế xe tải mang biển kiểm soát 78C04627 cố tình lưu thông qua cầu trong khi xe vượt quá tải trọng cầu. Cụ thể, cầu tải trọng 8 tấn trong khi trọng lượng bản thân xe đã là 12,5 tấn có thể chở hàng 17 tấn. Cầu Tân Nghĩa, tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng hoàn thành vào tháng 12 năm 2007. Cầu Tân Nghĩa được đầu tư bằng hình thức BOT. Tháng 12 năm 2019 vừa qua, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất mua lại tạm ngân thu phí BOT sau hơn 11 năm.